Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một số mẫu đồng hồ máy cơ của Đức. Điển hình là 4 chiếc đồng hồ máy cơ của Đức bằng gỗ mun và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đây. Trên mình quý khách đang thấy đây. Hiện tại chúng tôi vẫn còn rất nhiều các chiếc mẫu đồng hồ khác nhau. Con đi xuống đi, cho em xuống, bế em xuống. Ngày hôm nay Thành Luân trân trọng giới thiệu khách 4 chiếc này. 4 chiếc này chúng tôi là vừa hoàn thiện xong này. Đấy, về cái mẫu đồng hồ gỗ mun của Thành Luân chúng tôi khẳng định một điều rằng là nó quá đẹp và đỉnh cao, và chúng tôi khẳng định rằng trên thị trường nó không có sản phẩm giống như của chúng tôi, như 4 chiếc đồng hồ này, cái sản phẩm đồng hồ gỗ mun của đồng hồ Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi khẳng định là thị trường không có đối thủ cái mẫu đồng hồ mà được chọn gỗ, bởi vì cơ sở Thành Luân chúng tôi là một đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng bằng gỗ mun, cho nên là chúng tôi chọn được các cái cây đồng hồ gỗ nó quá là đẹp. Đấy, vân gỗ nó sáng màu, nó đỉnh cao, và chúng tôi làm hàng nó dày dặn và to cao hơn hàng thông thường rất là nhiều, kể cả về đường nét đấy, về các loại cột liền, cột rời có đầy đủ hết, và cái chi tiết hơn nữa, thực sự là chúng tôi còn rất nhiều cái nó khác biệt so với cái hàng thông thường. Đấy, trong cái clip này thực sự là chúng tôi cũng không muốn giới thiệu về các cái đặc cái đặc điểm mà chúng tôi nó khác biệt so với hàng thị trường nhiều lắm, bởi vì là cũng là một số lý do, bởi vì là rất nhiều các đơn vị là hay bắt chước đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để sản xuất theo, vì thế là chúng tôi là nên giữ bí mật về cái đặc biệt khác, các cái nét đặc trưng riêng biệt. Đấy, nếu quý khách hàng nào thiện chí có thể liên hệ với Thành Luân chúng tôi sẽ tư vấn và sẽ chỉ cho quý khách hàng biết được cái cách phân biệt đấy hàng đồ gỗ Thành Luân và hàng trôi nổi trên thị trường. Đấy, nó có một cái đặc biệt rất chi là đặc biệt. Đấy, nó khác hẳn so với cái hàng thông thường trên thị trường. Vâng, không để quý khách phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Vâng, siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đây. Đấy, chúng tôi để máy quay zoom vào đúng cái ôi, nó lên tầng ấy. Đây, siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân tôi đây. Gỗ chúng tôi là chọn vân từ A đến Z luôn. Đấy, trong clip này thì chúng tôi tạm thời là giới thiệu về cái phần gỗ trước, còn cái máy chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Vân gỗ thì chúng tôi là khẳng định với quý khách rằng trên thị trường là không có đơn vị và cơ sở nào chọn được các cái sản phẩm gỗ mun nó đều, nó không có rác rưởi gì như các cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi mà quý khách đang thấy đây. Vân gỗ nó sáng màu, rất giá trị, rất chi là đẹp. Đấy, đây, nó khác biệt hoàn toàn, và chúng tôi dám khẳng định rằng nó khác biệt so với hàng trên thị trường rất rất nhiều. Đấy, quý khách thiện chí hãy liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình để chúng tôi tư vấn và chỉ cho quý khách biết được cái cách nhận biết về cái siêu phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nó khác ở cái điểm nào so với hàng thị trường, khác rất nhiều. Và một cái điều nữa là chúng tôi rất mong muốn quý khách có thể về trực tiếp để mục sở thị tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân, về trực tiếp để mắt thấy tay sờ cái sản phẩm này, thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách hàng nó sẽ chi tiết hơn. Đó, siêu phẩm là thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đây. Vân gỗ nó quá đẹp, vân gỗ cực kỳ là đỉnh cao luôn, vân gỗ nó đều tăm tắp luôn. Đấy, không bén rác mà không vẽ vân. Chúng tôi khẳng định các sản phẩm gỗ mun của Thành Luân chúng tôi vẽ vân biếu cả cái đồng hồ luôn. Nếu mà tìm được chỗ nào vẽ vân, chúng tôi sẽ kính tặng luôn quý khách cái bộ cây đồng hồ này. Đấy, cái ruột thì chúng tôi sẽ giới thiệu sau, quý khách hãy theo dõi hết video clip này. Cái ruột máy đồng hồ, cái máy đồng hồ thì là nó là máy chúng tôi nhập khẩu từ Đức, các máy cũ rồi, máy cũ, máy 1523 và 1623. Đấy, cái máy này thì là chúng tôi là nhập về, thực sự là các máy móc đấy, về cái đời thì nó tương tự như nhau thôi. Đó, cho nên là chúng tôi sẽ giới thiệu sau. Quan trọng nhân vật chính trong cái video clip này là chúng tôi muốn giới thiệu là cái phần vỏ đồng hồ. Đấy, chúng tôi chọn vân nó đỉnh cao và đẳng cấp như này, quý khách đang thấy đây, vân gỗ nó quá đỉnh cao. Đấy, chúng tôi phải nhấn mạnh vân gỗ nó quá đẹp, nó quá đều và rất chi là sáng màu. Đó, nó không giống hàng thị trường một chút nào, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng
kể cả cái đường nét đục về chúng tôi làm cái ván nó rất dày hơn, là thông thường rất là nhiều ván nó dày hơn tôi đục. Và cái cột này rất giá trị. Mọi người hãy liên hệ Zalo chúng tôi sẽ giới thiệu để quý khách hàng thấy được bốn cái cây đồng hồ của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, nó đẹp, nó đỉnh cao đến cỡ nào. Và bây giờ sau đây chúng ta sẽ cùng thực sự ra bốn cái cây đồng hồ này của chúng tôi thì nó cũng máy thì nó cũng như nhau đấy. Phần máy thì nó như nhau, thì ở đây có đặc biệt một cây là cây máy 1523 và cây phía này là cây 1623, ba cây này là cây máy 1623. Chúng tôi sẽ mở ra. Đấy. Máy chúng tôi là bảo hành cho cái khách hàng là 15. Nó chuẩn bị 8 giờ rồi. 8 gông rất đẹp và đỉnh cao. Đấy, gỗ chúng tôi làm nhẫn từ trong ra ngoài nhé. Đấy. Mà chuẩn bị 8 giờ rồi thì nó cũng chuẩn bị đến cái lúc thời lượng là đánh chuông của đồng hồ này thì quý khách sẽ theo dõi. Đấy, siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Mọi người có thể kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết và chúng tôi sẽ tư vấn cho cái khách hàng về cái mẫu sản phẩm này. Chúng tôi sẽ cho cái cây 1523 đánh trước này. Rất nhiều, đây chúng tôi là ba cây đang đánh nhé, ba cây đang đánh chuông nhé, đấy, ba cây đang đánh chuông, đấy. Ngoài ba cây, bốn cây đồng hồ này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều. Đây, trong này, phía trong này cũng vậy, gỗ hương này và đây cũng là một cây đồng hồ gỗ mun nữa, hàng đỉnh cao. Thì chúng tôi ở phía ngoài kia là hơi chật, tôi không gãy được, đều là hàng thửa đỉnh cao, nó chọn vân chọn gỗ từ A đến Z đấy, rất giá trị. Hiện tại tại cửa hàng của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có tầm độ khoảng 6 đến 7 cây gỗ mun, toàn bộ hàng siêu đỉnh cao này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389. Về cái ruột máy đồng hồ này thì chúng tôi cũng đã có clip giới thiệu và cách phân biệt đấy về máy móc, chúng tôi sẽ để trong một cái video clip khác. Trong cái clip ngắn này thì chúng tôi giới thiệu 4 cây đồng hồ bằng gỗ mun, 5 cây đấy, đỉnh cao đẳng cấp nhất của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip này tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.